tài lộc dồi dào, tiền vào như nước. Túc năm con giáp hưởng lộc Phật Bà, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch. Năm Quý Mão sắp đi qua, xuân Giáp Thìn đang đến rất gần với chúng ta. Đây là khoảng thời gian mang tới nhiều nỗi niềm nhất cho mọi người. Những ngày cuối năm, có người vẫn vất vả ngược xuôi trong cuộc mưu sinh, tối tăm mặt mũi với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có người tất bật cố gắng hoàn thành những công việc chưa hoàn thành của năm cũ. Nhưng cũng có những người chậm rãi, trầm tư và lặng lẽ bên dòng thời gian ôn lại bao kỷ niệm buồn vui, những thành công hay thất bại. Một năm nữa sắp trôi qua, ta lại già thêm chứ không phải lớn thêm một tuổi như lúc còn trẻ đâu. Thêm tuổi đời là thêm những vết nhăn của lo toan trên vầng trán và đôi vai cũng dần già chịu nặng gánh mưu sinh. Dựa vào việc luận giải các cung mệnh, các bậc thầy tử vi đã phát hiện điềm báo cho thấy 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch, trong số 12 con giáp có duy nhất 5 con giáp này là bước vào cung vận mới và mở ra thời khắc hoàng kim ngàn năm có một, vượt xa thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhờ may mắn được ơn trên soi chiếu, thần tài ghé thăm, hanh thông tài vận, công danh sự nghiệp dự kiến sẽ phất mạnh như vũ bão và thu được những thành quả đáng kinh ngạc, giàu sang hết phần thiên hạ, khiến hàng xóm cũng phải lắc mắt kinh ngạc. Vậy thì đó là những con giáp nào, cơ may nào sẽ đến với họ trong thời gian tới và họ cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội trong thời khắc cát lành này? Hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Vị trí đầu tiên xin chúc mừng con giáp tuổi Tý, được bề trên chiếu cố, đạp trúng mỏ vàng, giàu có vang xanh. Trời sinh người tuổi Tý đa phần là những con người thông minh, nhanh nhạy, dễ đạt được thành công và giàu có trong cuộc sống, song lại yêu thích cuộc sống trầm lặng, yên ổn, không phô trương. Lạc quan tràn đầy năng lượng, người tuổi Tý được nhiều người khác yêu quý. Họ cũng rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, song lại hơi cứng đầu và nghiêng về sự chủ quan của bản thân, nên nhiều lần khiến đối phương thất vọng. Người tuổi Tý mang trong mình khả năng lãnh đạo và quản lý người khác. Họ thường là người tiên phong, đi đầu trong hầu hết mọi công việc. Chính vì vậy mà sự nghiệp của người tuổi Chuột thường khá suôn sẻ và thành công. Bên cạnh đó, đặc tính nổi bật của loài Chuột là rất nhanh nhạy, khéo léo, thông minh, biết tùy cơ ứng biến và tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Vì vậy mà Chuột cũng mang ý nghĩa, mong muốn mọi người trong gia đình đều có sự khéo léo, nhanh nhạy, khả năng đối phó với bất cứ tình huống nào trong cuộc sống và công việc, tránh bị mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân, từ đó tìm ra được hướng đi tốt nhất, phù hợp nhất, cách thức giải quyết hợp tình, hợp lý nhất. Người tuổi Tý luôn mang trong mình một năng lượng tích cực, rất sáng tạo và nhanh nhẹn trong công việc, gặp khó khăn thì rất bình tĩnh giải quyết. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Tý theo năm sinh âm lịch trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch như sau. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Dựa theo tử vi của các con giáp thì người tuổi Canh Tý vốn thông minh lanh lợi, lại vô cùng khéo léo trong cách ứng xử. Đặc biệt, bản mệnh vốn có tính cách rất ổn định, khá hào phóng, luôn nhìn thấu được nhiều việc. Chính vì vậy mà trong công việc, người tuổi Canh Tý luôn được người xung quanh đánh giá cao. Trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch, con giáp tuổi Canh Tý sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, làm ăn phát tài, thu nhập ổn định. Con giáp này thoải mái với công việc mình đang làm, đặc biệt là những người làm việc tự do. Ngày này buôn bán bắt khách, nhưng bạn cần giữ tinh thần vui vẻ cởi mở, tươi cười thì mới có lộc tới cuối ngày. Nhờ thực thần chiếu cố, tiền bạc của tuổi này hanh thông, các vấn đề liên quan đến tiền nong cũng được bạn giải quyết dễ dàng. Tính tình cởi mở, vui vẻ giúp bạn hay có lộc ăn uống hoặc được người khác tặng quà. Đồng thời trong thời gian này, họ cũng gặp được nhiều cao nhân, nhận được sự giúp đỡ quý giá để công việc ngày càng thuận lợi, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt,
7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, xám. Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu. Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy Nhâm Tý là con người bộc trực, nhiệt tình và dám làm, dám chịu. Chỉ cần bản mệnh hết mình vì công việc, dám lên tiếng cho bản thân khi có bất công thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Nhờ tam hợp cục nên tiền tài của bản mệnh vô cùng may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Bạn giỏi cân đối chi tiêu và giỏi ngoại giao làm ăn để kiếm tiền về túi. Bên cạnh đó, những mối quan hệ cũ cũng đem lại cho bạn nguồn tài lộc từ những việc không ngờ tới. Tuy nhiên, trong 10 ngày cuối năm 2023 này, những người tuổi Nhâm Tý chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Tử vi cho biết bản mệnh có thể hòa nhập rất nhanh trong các tình huống mới và nắm bắt các cơ hội một cách hoàn hảo. Mọi việc của con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ diễn ra suôn sẻ và thoát khỏi nhiều rắc rối trong cuộc sống. Mặc dù những người sinh năm Nhâm Tý 1972 vốn có tính cách độc lập, tự chủ, nhưng họ cũng nhận được không ít sự giúp đỡ của các quý nhân. 10 ngày tới, con giáp này sẽ có mùa màng bội thu, tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều này giúp họ thoát khỏi nghèo đói một cách triệt để. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: be, vàng. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu. Người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong số những con giáp thì những người tuổi Giáp Tý là con giáp may mắn hơn những con giáp khác. Người tuổi Giáp Tý có tam hội cục che chở nên đường công danh sự nghiệp có nhiều tiến triển tích cực. Ngày này, bản mệnh hăng hái làm việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, cũng nhờ vậy mà cơ hội ngày càng thăng tiến, các mối quan hệ cũng trở nên hài hòa hơn. Phương diện tiền bạc cũng có khởi sắc, lợi nhuận khá đều đặn. Các dự án bạn đang thực hiện đều có chuyển biến tốt. Bạn không cần phải quá tiết kiệm trong chi tiêu, nhưng cũng chớ tiêu pha bừa bãi. Trước mắt còn rất nhiều việc quan trọng cần dùng đến tiền, nhất là khi năm mới đang đến rất gần. Ngũ hành kim sinh thủy là dấu hiệu tốt cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có cải thiện rõ rệt hơn. Nếu muốn đạt được những điều mình muốn, điều đầu tiên con giáp này cần chuẩn bị là một thể chất thực sự khỏe mạnh. Vì thế, đừng bao giờ chủ quan với việc chăm sóc cơ thể của mình. Theo tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch, con giáp tuổi Giáp Tý sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Kinh tế ngày càng sung túc, không có việc gì khó khăn. Cho dù bản mệnh có gặp rắc rối cũng sẽ nhanh chóng giải quyết, loại bỏ mọi áp lực ra khỏi cuộc sống của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Tiếp bước tử vi, trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch, Bính Tý được tam hội nâng đỡ nên công việc khá suôn sẻ và êm đẹp. Nên bạn nên làm thêm việc kiếm thu nhập hoặc đi học thêm một kỹ năng mới. Có thể ý tốt của bạn sẽ làm khách hàng lung lay, kỹ năng thao túng tâm lý khách hàng của Bính Tý rất đỉnh. Tiền bạc khởi sắc nhờ thực thần tương trợ. Nguồn tiền của bạn khá dồi dào, Bính Tý rất giỏi xoay sở nên chẳng mấy khi túng thiếu. Nhiều người bỗng dưng có lộc ăn uống, đang chán thì lại có người đến mời đi ăn, cho quà sốc lại tinh thần. Bạn may mắn trong chuyện tình cảm vì biết trân quý bạn bè và gia đình. Những khi gặp khó khăn hay có chuyện buồn, bạn sẽ có con cái an ủi hoặc người thân động viên kịp thời. Hãy mở lòng nhiều hơn nhé, Bính Tý. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xám, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu. Vị trí thứ hai xin chúc mừng con giáp tuổi Hợi: cưỡi sóng đạp gió, nhân đôi phúc lộc, nhân ba tiền tài. Người tuổi Hợi trời sinh có phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc đời bằng phẳng, không có sóng gió. Bản mệnh là người có tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị,
lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Bản mệnh được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế hòa nhã, mềm mỏng, giống như người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Hợi theo năm sinh âm lịch trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch như sau. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi 10 ngày cuối năm 2023 cho biết Tân Hợi khá may mắn trong công việc nhờ có chính quan nâng đỡ. Mọi sự hanh thông, tinh thần thoải mái nên bạn làm gì cũng rất nhanh nhẹn, đạt được kết quả tốt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những ai đang muốn thay đổi công việc hay chuyển công tác. Vận trình tài lộc được cải thiện. Quý nhân xuất hiện đem tới cơ hội cải thiện thu nhập khá tốt cho những người này. Buôn bán hay mở hàng đều có lộc. Tân Hợi cũng khá sởi lời trong vấn đề hợp tác làm ăn, nên không ai có thể chê bai bạn khi hợp tác làm ăn cùng. Nhiều người còn được khách hàng và đối tác cho quà bất ngờ. Chỉ có điều do tác động xấu từ tự hình, nên con sắp này không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm của mình. Cuộc tình lâu dài của những cặp đôi đang yêu gặp nhiều tai tiếng và hay cãi vã vì những vấn đề rất nhỏ. Bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xám, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Nhờ có gợi ý của một người bạn hay đồng nghiệp mà con sắp tuổi Quý Hợi có thể xử lý được một lượng lớn công việc trong khoảng thời gian này. Lục hợp nâng đỡ, không những thế, thái độ tích cực của bạn cũng khiến mọi người yêu mến vô cùng. Chính tài giúp con giáp tuổi Quý Hợi tiết kiệm được tiền. Bạn đã đi đúng hướng, nhất là khi biết rút kinh nghiệm, thận trọng hơn khi chi tiền cho bất cứ việc gì. Không những thế, có những tài sản mà bạn đang nắm giữ đang có dấu hiệu gia tăng giá trị trong thời gian này nữa đấy. Mộc thổ xung khắc dự báo một tin không vui liên quan tới sức khỏe. Bạn phải đối mặt với sự thật này bằng sự bình tĩnh. Hãy tìm lại nguồn động viên cho mình, thoải mái với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra như là điều tất yếu của cuộc sống này. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, đen. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Số may mắn cho chính quan hỗ trợ nên Ất Hợi thoát được xui xẻo đến với mình trong những ngày này. Các bạn đang xin việc, làm hồ sơ xuất ngoại, thuê mặt bằng, thi cử, có tin tốt đến tìm. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có thắng lợi mới, được quý nhân hỗ trợ. Tài lộc của Ất Hợi trong ngày đâm chồi sinh trưởng nhờ tam hội giúp đỡ. Con sắp này sắp có lương thưởng về túi, nhiều người còn được nhận lời mời hợp tác từ đối tác mới. Người làm kinh doanh nắm bắt được thời cơ, thu về nguồn lợi đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, thổ thủy bất dung không có lợi cho tình duyên của bản mệnh. Thể loại bạn bè mà trước mặt bạn thì nói một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu khác thì nên tránh xa. Khuyên Ất Hợi nên tập trung chăm sóc cho bản thân, rồi người phù hợp với bạn sẽ đến,
đừng sốt sắng. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, ghi xám, quý nhân phù trợ, Mùi, Dần. Vị trí thứ 3 xin chúc mừng con giáp tuổi Mùi, gặp nhiều may mắn, vận trình nở hoa, có căn phú quý. Trời sinh tuổi Mùi là những người vốn hiền lành nhẹ nhàng, họ luôn biết suy nghĩ thấu đáo trước mọi chuyện. Người tuổi Mùi không hấp tấp mà luôn vững tâm để xem xét mọi thứ, để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Tổng quan những người tuổi Mùi thường nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, coi trọng tình cảm gia đình. Ưu điểm của người tuổi Mùi là thông minh, tài trí nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Trong công việc, người tuổi Mùi thường làm việc kín kẽ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng thăng tiến. Họ thích tham gia các đoàn thể, thể hiện lòng chính nghĩa, kiên định với những gì mình cho là đúng đắn, ghét bị thúc giục trong công việc. Nhờ trí tuệ vượt trội, tầm nhìn xa, tính tình ôn hòa, nên người tuổi Mùi dễ thuyết phục được người khác, khiến họ tâm phục, ngưỡng mộ. Nếu người tuổi Mùi tập trung vào công việc thì dễ gặt hái thành công, một tay gây dựng cơ đồ. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi ưa thích phong cách lịch thiệp, yêu thiên nhiên và du lịch đó đây. Trong vấn đề tình cảm, do là những người giàu lòng trắc ẩn nên họ dễ cảm thông với người khác. Họ thích làm theo ý mình, nhưng nếu gặp mâu thuẫn thì nhiều khi cũng sẵn sàng nhường nhịn để gia đình hòa thuận. Trong tình yêu, tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến hạnh phúc cho đối phương. Với những ưu điểm trong tính cách, phần đa người tuổi Mùi có một cuộc đời an nhàn. Tuy nhiên, họ cũng có một số nhược điểm như nội tâm phong phú, đa cảm nên dễ bị tổn thương, thích giải quyết khó khăn một mình nên đôi khi rơi vào trạng thái bế tắc. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Mùi theo năm sinh âm lịch trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch như sau. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thiên ấn nói rằng, trong con mắt người đối diện, bạn luôn nở một nụ cười lạc quan, ăn nói dứt khoát và dễ nghe. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ. Bạn và những người đồng nghiệp mới dần thu hẹp khoảng cách với nhau. Tam hợp cũng giúp Đinh Mùi cực kỳ may mắn trong đường tài lộc, khi mà cơ hội kiếm tiền đang đến rất gần với bạn trong 10 ngày cuối năm 2023 này. Bản mệnh là người trân trọng đồng tiền, lại không đua đòi, nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền để lo cho bản thân lúc ốm đau. Con giáp này rất hiểu chuyện và thương cha mẹ, luôn tính toán hết mức có thể để cha mẹ không phải lo cho mình. Biết lương thiện, sống an lành, tương lai chắc chắn sẽ ngời sáng. Còn những ai sống sân si cứ mặc kệ họ, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về những con người đó. Người độc thân khá được lòng người lớn tuổi, vì bạn cực kỳ tháo vát và khéo léo, nói được làm được, bản lĩnh thể hiện trên gương mặt. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tam hợp cục giúp Kỷ Mùi có động lực để hăng say lao động, chú tâm vào công việc của mình đang làm. Thời điểm hiện tại, con giáp chăm chỉ này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân và học lỏm kỹ năng tốt từ người khác. Bạn xông xáo và vui tính là cây hài trong cơ quan làm việc. Nhờ thực thần nên đương số có cơ hội được lộc ăn uống hoặc gặp được quý nhân phù trợ trong đường tiền bạc. Nếu hôm nay có mất tiền mất của, thì chính là của đi thay người, bạn không nên u sầu buồn bã, của mất người vẫn còn là phước lớn rồi nhé. Trong cuộc sống, luôn có những người và những điều có thể khiến bạn mỉm cười, vui vẻ suốt cả ngày dài. Con giáp này chăm lo cho gia đình vô cùng vẹn toàn, là chìa khóa giữ tiền cho nửa kia và luôn biết cách chia sẻ khó khăn với con cái. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 giờ tới 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất.
người tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Sự nghiệp của Tân Mùi trong 10 ngày cuối cùng của năm 2023 rất suôn sẻ nhờ tam hợp cục chiếu cố. Bạn bản lĩnh, trưởng thành và kiên cường hơn sau những thất bại vừa qua. Năng suất của con giáp này tăng khá nhanh và tốt. Bên cạnh đó, những việc như ký hợp đồng, buôn bán trong ngày này cực kỳ lộc lá. Sự trợ lực của chính tài cũng giúp Tân Mùi ổn định hơn trong chuyện tiền bạc. Hôm nay bạn có nhiều may mắn về chuyện tiền bạc, tích lũy được một khoản không nhỏ. Nhiều người cười nhạo chê bai là vì ghen tị với bạn. Họ là kiểu người thủng rỗng kêu to, ham ăn lười làm, ghen tị với mồ hôi công sức bạn bỏ ra để kiếm tiền. Buông tay rất khó, nhưng đâu phải là không làm được. Vì thế nên, nếu người tuổi này đang trong một mối quan hệ tiêu cực, thì hãy mạnh dạn rời đi càng sớm càng tốt. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và nhận được nhiều điều tốt đẹp, may mắn đang chờ bạn ở phía trước. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Tuất, Sửu. Người tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003. Người tuổi Quý Mùi được tam hợp chỉ dẫn nên được gia tăng tính sáng tạo, tình yêu và khả năng giao tiếp xã hội, giúp bạn có cơ hội phát triển mạnh vào ngày hôm nay. Đây là thời điểm phù hợp để bạn tạo ra sự kết nối vững chắc hơn với những người xung quanh, nhất là bạn bè hay đồng nghiệp. Thực thần giúp tuổi Quý Mùi có khả năng thấu hiểu, nhạy cảm hơn với những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình. Không những thế, bạn còn rất tinh tế trong cách ứng xử với mọi người, nhờ thế mà có cảm giác thoải mái trong giao tiếp. Thủy thổ xung khắc khiến cho con giáp tuổi Quý Mùi không thể trốn tránh khỏi những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong thời gian gần đây. Hãy nhờ ai đó giúp đỡ tạm thời, nhưng bên cạnh đó bạn cũng cần tìm cách để cải thiện tình hình trong tương lai. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đen, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Vị trí thứ tư xin chúc mừng con giáp tuổi Dần được thần tài đón chào, quý nhân che chở, đón vận lộc tưng bừng. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Bản mệnh là người có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng một khi danh dự và lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Bản mệnh khi hứa điều gì, nhất định họ sẽ thực hiện. Dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối, cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự, uy tín của mình lên hàng đầu. Bởi vậy tuổi Dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Dần theo năm sinh âm lịch trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch như sau. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Xem tử vi, nhờ có lục hợp che chắn mà con giáp tuổi Nhâm Dần có được những ngày tháng bình yên. Không có sắc số nào có thể ảnh hưởng tới bạn vì ngay lập tức được tháo gỡ. Thậm chí, bạn còn có thêm thời gian để giúp đỡ nhiều người xung quanh.
người tuổi Nhâm Dần đang cảm thấy tiền trong tài khoản của mình ngày càng nhiều lên nhờ chính tài chỉ dẫn. Khả năng tiết kiệm tiền bạc của bản mệnh ngày càng cải thiện và bạn cũng không có quá nhiều nhu cầu mua sắm hay thể hiện với bất cứ ai. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho vận trình tình cảm của bạn. Rất may là bạn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn sau khi lao vào làm việc, học hành chăm chỉ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xám, xanh lam, quý nhân phù trợ: ngọ, tuất. Người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi, khuyên tuổi Giáp Dần luôn giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh với sự che chở của tam hội, cho dù bạn bận rộn những ngày cuối năm. Tuy nhiên đừng quên dành cho bản thân những khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. Người tuổi Dần có chính ấn nâng đỡ, nên trong 10 ngày cuối năm 2023, vận trình công việc thời gian này nhờ thế mà hanh thông, thuận lợi hơn trước đây. Trí tưởng tượng của bạn vô cùng phong phú, sẽ thúc đẩy và giúp ích cho bạn rất nhiều. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ nên bạn sẽ không phải quá vất vả để đạt được thành công trong sự nghiệp. Cứ bám vào các triết lý và quan điểm làm việc tận tụy, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, huy xám, quý nhân phù trợ: hợi, tuất. Người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Chính quan trợ mệnh giúp tuổi Bính Dần may mắn hơn trong công việc. Đừng lo lắng về những khó khăn mình đang gặp phải, tâm lý cứ phải thoải mái lên thì mới hên. Những người đi xin việc, làm giấy tờ hoặc thi cử, chạy việc trong khoảng thời gian này trăm đường thuận lợi, được gia tiên phù trợ. Tử vi 10 ngày cuối năm 2023 cho thấy tình hình tài chính đang rất ổn. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, có tiền thì tiết kiệm một chút, đề phòng lúc ốm đau không phải vay mượn ai. Nếu có hẹn ra ngoài thì hãy mạnh dạn nhận lời, cho phép bản thân được yêu chiều bằng đồng tiền mình tự làm ra nhé. Đường tình duyên không như ý vì mộc thổ bất dung. Hãy ôm lấy bản thân vào những ngày mệt mỏi, đừng trông mong hay chờ đợi lời an ủi của bất kỳ ai. Nếu cảm thấy mối tình hiện tại có gì đó không ổn thì linh cảm của bạn đang đúng, đừng tự lừa dối bản thân thêm phút giây nào nữa. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xám, quý nhân phù trợ: hợi, tuất. Người tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Với sự hậu thuẫn của tam hợp cục, người tuổi Mậu Dần có những ngày làm việc cuối năm hiệu quả nhờ sự nhanh nhẹn và thông minh của mình. Bản mệnh cho thấy sự linh hoạt, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh nên được mọi người xung quanh đánh giá cao. Cấp trên cũng dành cho bạn một vài ưu đãi, đặc biệt là vị thế. Công danh sự nghiệp trong 10 ngày cuối năm 2023 nhìn chung khá suôn sẻ khi bản mệnh biết cách để tăng hiệu suất lên tối đa. Tâm trạng của những chú hổ cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng hứng khởi và rạng rỡ vô cùng. Đây là những ngày thích hợp để bạn thực hiện các dự án đầu tư mà bản thân ấp ủ đã lâu. Phương diện tình cảm trong thời gian này khá thăng hoa nhờ hỏa sinh mộc. Tình yêu nồng đậm, trọn vẹn mang lại cho bản mệnh khá nhiều động lực trong các phương diện cuộc sống. Tuổi Mậu Dần và nửa kia có thể hòa hợp tốt, một phần là nhờ sự chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ: ngọ, hợi, tuất. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng con giáp tuổi Thân, trời ban phú quý, phúc khí sâu dày, trăm lần may mắn, vạn lần thành công. Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, hiền lành, chịu thương chịu khó và không quá tham vọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, người tuổi Thân biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời.
Họ luôn tự lực cánh sinh và nhờ vào bản lĩnh vốn có của mình để gây dựng cuộc sống như mong ước. Những người tùy thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi thân nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình để không cho ai biết. Tuổi thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi thân theo năm sinh âm lịch trong 10 ngày cuối năm 2023 âm lịch như sau. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân được quý nhân chủ động đến bên trợ giúp trong ngày có tam hội cục chiếu mệnh. Nhờ đó, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tử vi 10 ngày cuối năm 2023 còn dự báo tuổi Mậu Thân thêm phần quyết đoán hơn so với hàng ngày. Chính điều này có thể thúc đẩy vận trình công danh sự nghiệp tiến triển nhanh. Thêm vào đó, bản mệnh cũng được mọi người xung quanh ủng hộ nhiệt tình, những ý tưởng sáng tạo càng giúp mọi thứ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Cục diện tử vi tốt còn giúp đường tình duyên của người tuổi này khởi sắc. Tình cảm giữa hai người vẫn nồng nàn như ngày mới bắt đầu. Người độc thân hãy mở lòng mình để tìm kiếm cơ hội. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh nhạt. Quý nhân phù trợ: Tí, Thìn, Dậu. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Chính tài ghé thăm giúp người tuổi Canh Thân có được sự giàu có trong sự nghiệp và mọi thứ viên mãn. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay là kinh doanh đầu tư, thì họ cũng sẽ dễ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Thời gian này, bản mệnh có xu hướng thích tự do, ghét sự bó buộc và sẵn sàng nổi loạn để chống lại những quy tắc ràng buộc trong xã hội, luôn tự tin bước đi trên con đường riêng. Điều này cũng có lợi ích nhất định khi bạn luôn sáng tạo thể hiện bản thân, có những thành tích mà không phải ai cũng có được. Ngũ hành tương sinh tốt cho khía cạnh tình cảm của bản mệnh trong thời gian này. Mối quan hệ mới quen lúc này cũng có những bước tiến quan trọng, hứa hẹn sẽ có tin vui trong thời gian tới. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, trắng. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Ngày mới có tam hội nên tuổi Nhâm Thân có quyền hy vọng may mắn đến với công việc của mình. Công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, bạn có thêm sự lĩnh hội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt,
Những ai làm kinh doanh, du lịch, dịch vụ thì dễ được khách hàng biết đến và ủng hộ nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc tốt đẹp nhờ chính tài độ vận. Nhâm thân là con giáp khôn ngoan, giữ được tiền nên túi tiền của bạn được bảo toàn. Chỉ cần bạn tự mình nỗ lực thì thu nhập sẽ tăng lên. Hãy cứ đi theo con đường làm ăn chân chính thì tiền bạc sẽ đổ về dần dần, đừng sốt ruột. Chuyện tình cảm ở mức bình ổn khi hai hành kim tương hòa. Thái độ của nhâm thân đối với cuộc sống hiện tại là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong khoảng thời gian này, bạn lười phải giải thích với người khác về những việc mình làm. Chỉ cần bản thân thấy vui là được rồi. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, hồng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Cảm ơn quý vị anh chị và quý cô bác đã dành thời gian để lắng nghe hết luận giải của Phú Quý Phát Tài. Chúc quý vị đón một năm mới vạn sự cát lành, an khang thịnh vượng. Xin chào và hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.